Trời trời, đói chưa? Hả? À, đói rồi hả? Bây giờ mẹ sẽ kiểm tra con mấy câu, con trả lời đúng là có cơm ăn, được không? À, được. Bây giờ đến chúc Tết ông bà này, cô chú này, anh chị này, thật nhiều sức khỏe này, làm ăn thật là nhiều tiền này. Chúc mừng năm mới. Chúng ta ai đẹp con? À, mẹ đẹp à? Thế ai xấu? Ai ngốc à con? Dân bảo không, thế ai thông minh nhỉ con? À, con thông minh nhỉ? Thông minh thì đi tìm chua ngắn thôi. À, sau đấy bắt đầu đi tìm đồ ăn. Ê, đúng rồi. Ồ, vậy là con nghe hiểu hết rồi đấy. Thế bây giờ đi ăn cơm được chưa con? Hả? À, được rồi. Thế giờ con chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn. Ê.